Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói, thấu hiểu nỗi đau của người khác là món quà lớn nhất mà bạn trao tặng cho họ. Bất cứ ai trên đời cũng cần được lắng nghe, được chia sẻ và được đồng cảm. Khi bạn dành sự thấu hiểu cho ai đó, cảm thông cho nỗi đau mà họ phải trải qua, cũng là khi bạn đã trao cho họ một món quà vô hình nhưng giá trị hơn bất cứ một thứ vật chất nào khác. Đối với bản thân chúng ta, sự thấu hiểu cũng là tiền đề của yêu thương. Để yêu thương ai đó thật chân thành, trước hết chúng ta phải học cách thấu hiểu họ, sẵn sàng đặt một bên mọi sự phán xét và đón nhận họ, ngay cả khi là một phiên bản chưa hoàn hảo, còn nhiều thiếu sót và đã trải qua không ít tổn thương. Ngày hôm nay, hãy tự hỏi bản thân rằng chúng ta đã thực sự thấu hiểu người mình yêu thương chưa?